Xin chào tất cả các em. Trong video ngày hôm nay, thầy sẽ cung cấp đề số 2 phần tự luận, bao gồm phần chia động từ, phần viết lại câu dùng từ gợi ý và viết lại câu sao cho nghĩa không đổi. Trong quá trình các em làm bài, các bạn hãy các em hãy pause màn hình của mình lại, sau đó ghi đáp án ra và trong video ngày mai thầy sẽ cung cấp phần đáp án cho các em. Uh, các bạn làm bài thì các bạn nên đọc kỹ cấu trúc câu đúng không nhỉ? Các cấu trúc chúng ta đã được học, được ôn tập trong học kỳ 1 và giữa học kỳ 2. Rồi các bạn hãy làm bài uh, vào vở của mình nhé. Và trong video ngày mai thì sẽ cung cấp phần đáp án. Xin chào tất cả các em.